Rồi, ok, hello anh em. Chúng ta thử luôn demo con game thứ ba. Con này có tên là nhà máy Factory gì đó. Factory Mob gì đó. Là dạng như mấy con sâu á. Game này tôi không biết ra mắt chính thức chưa nữa. Chưa. Hiện tại là quý 3 2023. Con game giả lập xây dựng là thủ thành thôi. Đây, đơn giản vậy thôi. Chúng ta coi thử trailer rồi. Mob là chắc dạng như mấy con sâu đo này chứ. Đông à, bọn bắt lương, bọn người hạ lưu, bọn du côn, nhà máy côn đồ, nhà máy côn đồ phải không? Thì giống dạng một game thủ thành thôi, xây rất là đơn giản nha. Rồi, ta vô game. Thì nãy giờ đã xong hai demo rồi, bây giờ là demo game thứ ba. Game được tạo bằng Unity. Option. Chúng ta có độ phân giải, không có cao hơn. Để tôi thoát ra vô lại. Thường nó nhận màn hình bên trái rồi, bây giờ qua bên phải nhận màn hình bên phải thì mới Full HD mới 4K được. Đó, đây. Có FPS đây. Ổn định luôn. Con chó ngoài màn hình thì nó dễ nhìn hơn là con chó của game. Đấy, tôi quen rồi. Rồi, option rất là đơn giản luôn. Chúng ta bắt đầu game thôi. Đây đặt một cái mà nhà máy bắn tên để dựng mấy con sâu đó lại. Đâu đặt đâu cái ổ sâu, nó sẽ đi vô cái thành mình. À đây đây đây, gót bao. Còn cái này nó cái băng chuyền để mà ráp cái vật phẩm, mình vừa kết hợp với việc mà phòng thủ với mà xây dựng luôn phải không? À sang dùng chuột giữa, tại sao ta không có được xây trên đường á? À, xây trên đường thì sẽ ảnh hưởng đến đường đi của nó. Rồi ok, tiền ở đâu hay là mình có số lượng này thôi. Không ổn, xây chỗ đó không ổn. Không hiểu lắm. Nói chung là mình xây cái văn chuyện trước đi. Rồi xong rồi, giờ làm gì? Hình phao xe giờ đợi mấy con worm xuất hiện. Quay một sẽ bắt đầu trong 3 giây nữa. Tiếng nhạc tự nhiên bây giờ nó hơi lớn rồi. Đấy, sao yếu đuối cái gì? Gây tích để cái này là cái bỏ rồi không? Đặt một cái máy tổng hợp, máy tổng hợp là cái nào? Cái này hả? Đặt đâu? Đây được không? Sáu cái cây này sẽ gắp ra được cái máy này, máy tổng hợp nguyên liệu này. Đích trời sẽ lép cái miếng đồng. Thì nó cho mình gấp cái nguyên liệu mới này nó là sao? Cái này là bức tường để chặn đường quân địch, cái này là băng chuyền.
Ủa sao nó xây đi qua được luôn nào mà tôi xây không được ta? Không hiểu cho lắm. Nên là chuyển vô cái nhà máy mà. Thì chọn đúng rồi, bắn nó ra miếng thịt, mấy miếng thịt nó sẽ chạy vô cái máy này. Nhưng mà tại sao cái hướng dẫn ở đây hoài vậy? Ủa? Sao nó đi được cái đường tà đạo vậy nè? À tại cái cây cung này, cái nỏ này. Hiểu rồi, nãy giờ chưa ngu rồi. Đủ chưa? Đủ rồi nào. Khoan khoan khoan. Bôi một vùng đất. Sao mua được cái vùng đất đó? Ai cái mũi tên vậy anh? Con này thì đi nhanh. Ủa, lại con nữa hả? Khoan. Ôi cái này nó ngắn ngủn à. Nó ngăn ngủn gì thì phải xây cái mới.
hết cái băng chuyền. Rồi ok. Sống rồi, sống nhiều luôn á. Kiếm lại gì? Bây giờ sao gấp vũ khí? À đây, 10 cái này mới ra được một cái đó. Nguyên liệu mình đâu ta? Mười lăm cây kiếm ra được người khổng lồ. 12 cây kiếm. Làm sao biết mình có bao nhiêu cây kiếm, bao nhiêu cái kia không? Đây. Còn mấy cây gậy thịt đó cho này. Này cho nó ngưng sản xuất được không? Có thể tạo thêm cái lỗ mà để farm sâu nữa nè. Ngưng sản xuất lên sao trời? Để tiết kiệm tài nguyên ấy. Bán cái nhà luôn hả? Bán cái nhà này để đi thẳng vô. Chỗ này sống to như này. Năm cục thịt 10 kiếm à. Cái này mình không chọn được không ta? Bắt buộc mình phải chọn này. Mình có 15 cây kiếm này. Một đồng 30 bạc. Bạn dừng lại cái đó. Cái nhà này thì sản xuất ra mà một gỗ một cục gạch. Sáu cái này ra vận chuyển tiếp đi. Mình có cái kiếm có thể chế được con này. Sẽ bắt nó về quẹo qua đây xong giờ đâm lên. Xe lót là cái gì ta? Tấn công tầm ngắn và rất là nhanh.
ngắn khỉ á. Nhà này chuyển qua làm gạch đi. Ok. Kiếm nhiều quá rồi. Nhà này làm gì ta? Làm tiền được không? Sáu gậy gỗ mà mới ra tiền được. Một đồng bạc, ba đồng bạc, ba đồng một bạc á. Ủa 30 đồng luôn á. Là 180 con bỏ nó đó. Ủa còn upgrade gì nữa nè. Đây nó như máy xay thịt vậy. Dưới thì thủ cứng này. Cái này là cái gì vậy? Tham tham à, đấy hiệu suất của mình. Thì giờ tôi chưa biết làm gì nữa. Một đồng 30 bạc. Còn cái này là một đồng á. Khoan 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 khoan. Rồi ok. Gấp một máy xay thịt là 12 kiếm. Gấp luôn. Một con xay lót là 16 kiếm. Kiếm đây một người luôn. Đường băng này sao nó như bị khuyết tật vậy nè ta. Rồi 16 kiếm. Cái ô này dài lắm, đặt đây thì phí lắm. Chắc đặt đây đi. Này nó có 3 ô à. Thêm con nữa. Con nữa đặt hướng dưới lên. Còn chỗ này chắc thủ cũng ngon rồi đó. Tiếp theo là xây băng chuyền. Từ chỗ này bắt đầu công. Chặn đường quái đi.
chỗ này nó ra kiếm mà thôi. Kiếm này làm được cái gì? Bây giờ có kiếm với thịt, muốn làm ra tiền phải có kiếm với thịt. Tức là nói cái máy này vô đây. Rồi, tạm thời ok hết rồi đó. Máy này sản xuất đồng bạc. 20 cây kiếm ra một cái lỗ nữa. Đông gì farm nổi không ta? Thêm cái máy xây thịt nó đi cho chắc. 12 kiếm. Cái này là cái đầu ra. Gì đã vô luôn không ta? Nói hai băng chuyện gì thì chắc nó vô được đó. Ừ, vô được, vô được. Quá trời bá đồ đạc mình tùm lum nha nè. Này đặt trên mới đúng. Đúng rồi, cái này đặt đây nè.
Đặt đây thì nó có đi qua không ta? Ủa, thì tài sản của mình đâu rồi? 7 đồng bạc hay nào? Nhà này thì chuyển qua làm bằng chuyền với gạch. Nhà này thì tạm thời ngừng đi. Làm cái hố đi. Ủa, cái này là gì? Không đặt ở đây được, chỉ có thể đặt cái danh này thôi. Phải tối ưu cái chỗ này đây, chỗ này là sau này farm nhiều nhất luôn á. Nên tôi nghĩ nó là cái này cố định. Cố định này cho ba cái cố định ở đây. Đi vòng đây. Vòng ở đây quẹo không đây. Hai cái máy xì thịt, một cái máy làm chậm ở đây, máy làm chậm chưa có, rồi lắp gạch vào đó. Đây xây cũng được đó nhé. Game này tính toán hơi bị nhiều à. Chơi ngồi suy nghĩ à, quên mất.
không thể đặt hai cái quá gần nhau. Ba chục đồng mới được, nghĩ làm cái kia đi. Gà gạch nhóc vậy. Máy làm chậm ở đây, cục gạch ở đây. Rồi bây giờ xài lốp ở đây. Nếu vậy sau này mình farm hố sâu rồi mình xây cái gì nữa đó. Chắc chờ cái ô này qua không bên. Phải làm thêm mấy cái nhà máy nữa mới được. Kiếm mình đâu hết ta, kiếm mình đang làm cái gì đây? Nhà này làm chết tía rồi, nó ra nhiều quá rồi. Bốn cái bộ kia nè, chuyển qua này đi. Để coi cái này là cái gì. Làm sao ta? Tức là cái băng chuyển đi vô đây nó thể tẻ ra hai đường đúng không? Vừa thu dọn lại cái đống này.
giờ quái nó sẽ đi lên đây, nó vòng xuống đây thì cái băng chuyền mình đó, mình sẽ chia ra hai cái. Thử nghiệm ơi, không biết cơ chế nó hoạt động sao. Gạch quá nhiều rồi. Đó, nó chia đôi đều ra nè. Ê, ê, ê. Sao mấy con đuổi này nó đi đằng dưới, nó không đi đằng trên? Kịp vậy. Cho nó đi vô luôn được không? Bó tay luôn. Sơ sức một cái. Cho nó đi vòng trên đây cái nữa, nên bây giờ mình phải sửa chỗ này, lắp cái gì đó lại đây luôn. Đó, giờ tạm thời là như vậy. Game này còn phải xử lý mô hình dữ lắm.
Giờ cái băng chuyền nó lên đây. Xây hai nhà máy đâu ta? Vẫn nhiều quá, chỗ này nó vẫn xử lý không kịp. À còn cái này nó quên đó. Cái này thì chia đôi. Rồi ok. Tôi không thấy cái này luôn, sao biết nó quay đúng chiều không? Bây giờ đang chĩa xuống này hả? Đó, chĩa xuống trái phải đúng rồi. Thì là chĩa xuống. Chỗ nào đâu? Chỗ này xây hai cái nhà máy đây. Thì 13 đồng rồi, 20 đồng rồi. Đồng thì nhiều quá luôn. Nhìn xây là hơi gói thiệt. Cái này nó dư không tuồn lên trên bớt đi. Để ứ động này dưới đó. Đó. Bên đây thì lại chậm tiến độ. Vậy là chắc phải xây như sa tít phát tôi kia chia đôi ra 3 lần. Ấy ấy tự nhiên đưa tay lên gãy đầu á, bán sạch đồ chứ. Rồi đủ vàng đủ bạc nè. Cái vàng là cái gì? Đó, dùng tiền để nâng bá này á. Một đồng 30 bạc. Cái gì đấy? Gom bát này gom cái gì? Khoan, đứng hiểu gì cả.
cứ đi thẳng vào đây thôi, lóc gì đâu. Bên này là 1 2 3 4 5 ô. Này 1 2 3 4 5 ô cũng như nhau đối xứng cho nè. Vậy thì quái sẽ đi lên đây, dọc qua đây. Bây giờ mình bắt đầu lắp đồ vô. À, bắn vào trước không được hả? Đúng rồi. Bắn sau lưng. Đây bắn qua thì vô dụng. Đây bắn xuống thì được. Cái máy chém này như là chém được thoải mái không? Ủa? Sao cái nhà này giật máu là sao đó? Phao bầy nhện 20 cái khiên thì sẽ gọi được bầy nhện. Cái ghi tồ là gồm một con mắt này và 12 cái khiên, vậy là 24 cái khiên đi. Chỗ này cũng tương đối dễ thủ rồi. Đây nữa nữa. Còn mua được nhiều lắm anh em ơi. Này là cái gì nữa đây? Một vàng.
Hàm hải thiên nè. Thử cái trụ laser của nó là gì. Chuyển qua bụi gặp đi. Không được ta, nó đi qua đây thì đi dưới này vòng lên thôi. Chỗ này không được, mà chỗ này lại xây được. Bằng chuyện chạy qua sông được không? Không. Bây giờ kiếm có nhiều quá rồi. Nên chuyển nó thành bạc đi. Như này mình xây cho cái đống vô, cuối cùng nó không đi được nhiều chứ. Nhận gì đâu ta. Không thấy farm cùng một loại trên hòn đảo. À, nhận là vô ra kiếm, nhận là chỉ đi với nhận thôi. Nó tràn qua sông, nó rớt ở dưới luôn rồi. Giờ gạch quá nhiều rồi. Này để gì? Cái cầu. Cái gì sao vô đây
quá. Không lẽ nó sổng cửa nào? Mấy cái này thì gấp hồi nhiều quá. Nhất cái đầu. Không hiểu sao nó báo tôi chết hoài luôn. Nè máu nó cứ giật nè. Nhưng mà sao nó lại giật? Không hiểu cho lắm. Gấp vàng thì mình cần cái khiên, ba cái lóc, ba đồng bạc mới ra một đồng vàng. Đổi lại chết. Khi chết là mấy cái tài nguyên thô của mình nó mất hết luôn. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao tôi lại chết. Sao vậy ta? Còn mấy cái này không biết đâu nó hiện ra, bây giờ tôi tắt kéo được luôn. Lại chết. Chết là mất sạch mấy tài nguyên rồi nè. Mà tôi không hiểu tại sao tôi chết. Hay là quái nó ra ở mấy cái vùng này mà mình chưa có xây kịp. Cũng đâu phải đâu, quái nó cũng có ra ở vùng này đâu. Lại đây nữa, quá trời heo. Rồi đây nè, sao bị nhỏ nó đi được đường này vậy? Lũ đảng đó. Bây giờ chết biết nhiêu tài nguyên. Nhỏ này bị kẹt ra luôn rồi. Giờ mình thủng cái chỗ này yếu quá. Nó sẽ gấp không được. Rồi không lụm được đồ nữa. Lũ đạn game.
không xây được luôn. Mấy khiên đó hết rồi. Này em đóng khiên nữa nè. Một chỗ này sống rồi. Méo ổn. Cái này nó bắn lên trước không à. Cái này vô dụng nè. Cái là về nó bắn người đảo này qua đảo kia luôn. Rồi, chỗ này ok đó. Làm tí băng chuyền cho bạn ơi. Tự nhiên có cục đá này ở đây dướng đường thiệt á. Bây giờ mình sẽ farm mấy tổ nhện ra đã để lên cái tốc độ kiếm cho nó nhanh. Hai cái khiên mới lên được cái laser này. Cái laser này nó mạnh như sao ta? Ủa sao đây lủng miếng này? Nó bắn tới chỗ luôn kìa.
qua đây, nó sẽ quẹo qua đây. Nó cũng có giới hạn à, chứ không có xuyên qua được hết. Sao bạn cái kiếm nó ế đây dưới ta, chưa có băng chuyền. Cái này có cái kiếm thì nó làm được cái gì? Kiếm với đồng là ra bạc. Cái này nó không dính vô ta, nó không có bon cua đẹp được như người bình thường. Chơi con này nó tốn thời gian như phát Tokyo, chứ mà sẽ thích phát Tokyo á. Nhìn nhức đầu quá à.
Chúng than là sao? Dưỡng được mà. Hay là nó dướng cái cục trên. Méo được luôn. Kìa được rồi kìa. Chỗ này nó ứ động quá rồi. Phạm này những máy xay sinh tố kìa. Dưới, dưới cái hố bắn không được. Giờ chả biết làm gì nữa. Ba trăm cây kiếm quá dễ khiên rồi. Bây đầu là làm cục vàng rồi được. Mà vàng làm ra từ cái gì? Lúc mà số lượng đông quá thì mấy cái đun mục tiêu này nó không lấy dụng máy. Máy xây sinh tố này mới mạnh nè. Thôi, game này thì cơ bộ nghiên cứu phải lâu đó. Game hay hay thiệt nhưng mà tính toán phải nhiều lắm. Mình chắc nghỉ ở đây thôi. Có sếp không? Chả hiểu sao nó hiện cái debug mình đó. Rồi, hôm nay chủ nhật mình chơi vài game demo vậy thôi. Bye bye anh em.